cái thời điểm mà nhiều nhất là uống bao nhiêu? Hả? Cái thời điểm mà nhiều nhất là uống bao nhiêu? Lúc sau là nó uống nhiều. Lúc sau này uống ngày bao nhiêu? Lúc sau là ngày đêm 10 lít. Lúc sau này là về sau là uống là một ngày một đêm là 10 lít. Rồi hết. Tiền ở đâu chú uống? Dạo kia bán đất rồi đó. Ngày xưa là có tiền bán đất đúng không? Bán đất rồi uống. Là uống là hết miếng đất luôn hả? Hết luôn. Ủa, cái lều chú sao sập rồi? Hả? Đốt hả? Tại chú bày binh bố trận nhiều quá cho người ta đốt đúng rồi. Đốt lâu chưa? Đốt gần tháng nay rồi hả? Hay là bữa nay là nằm võng à? Nằm võng ngồi vậy lại. Sáng nay chú uống được nhiều chưa? Uống từng lít hả? Tiếng Sài Gòn vậy? Hả? Đó, tiếng Sài Gòn. Rồi sao biết hay vậy? Đợt đó quay đó. Biết tiếng Sài Gòn gì? Chú xem chưa? Chú có xem chú không? Có rồi. Có đợt đó lâu rồi. Sao chú biết con là tiếng Sài Gòn? Nói bà chị mới nói. Bà nói sao? Đó, tiếng Sài Gòn để những anh về chứ không biết phải không à. Nhưng mà sao chú biết? Có bà chị Tư vậy thôi. Chứ nói hả? Chị nói. Nói sao chị, nói sao? Chị nói biết một tiếng Sài Gòn nó kể hiểu âm như đó đó. Nhưng mà có sao không? Có sao không? Đâu có sao đâu. Tại đi ngang qua thấy chú ngồi ghé hỏi thăm chú một tí rồi bắt đầu là xem có giúp chú được cái gì không thôi chứ đâu có gì đâu, đúng không? Chỗ này cái này gì chú? Cái này rượu thuốc mà lâu rồi. Rượu thuốc mà lâu rồi. Này mình buộc cái gì đây? Cái gì đó không biết. Kiểu cái đế nó vậy đúng không? Cái vậy đó. Sáng rồi chú ăn gì chưa? Ăn hết miếng bún rồi. Ăn miếng bún rồi hả? Bún đấy ở đâu ạ? Của bà chị với nó cho. Chị cho hả? Sao chú không về nhà chú ở, chú ngồi ở đây? Đi nhậu vậy đó, chiều cái gì giống ngủ. Chiều về trong đấy ngủ hả? Ở trong đấy có ai trong đấy không? Có bà lão, bà già. Mẹ của chú hả? Mẹ chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Tám mấy hay gì rồi? Tám mấy hả? Giờ ở mấy ai? Mẹ ở mấy ai? Ba tối thì đi cho nhậu. Nhà tối chú vào trong đấy chú ngủ. Giờ chú dẫn cái về nhà thăm nhà chú được không? Được. Đi, mình về nhà đi. Ngồi chở ra hoa là về... có chứ, hồi chở ra nhé. Đi bộ xa không? Cây số à. Cây số đi bộ hả? Chú đi bộ hay đi ngồi xe? Bây giờ đi ngồi xe luôn đi. Chú ngồi được không? Được chú ơi. Ngồi được sao phải té nha. Đâu mà té chú ơi. Đâu mà té. Và bây giờ mình đang kêu chú mãi các bạn dẫn mình về nhà chú xem chú ăn ở chú chưa nào. Thì mình cũng có nghe nói là chú còn một người mẹ già đúng không? Mẹ già chú năm nay 80 tuổi à? 80 mấy tuổi hả? Rồi về mẹ có nói gì không chú? Không. Về mẹ có la không? Không. Rồi ai nuôi mẹ chú? Mấy người con, mấy bà chị nữa đúng không? Mấy bà chị nuôi hả? Rồi là có nghĩa là hai mẹ con ở cái nhà này thôi đúng không? Ở nhà có hai mẹ con mà. Vậy là chú cứ đi từ sáng đến chiều là tối chú mới về nhà. Ừ. Tối chú về nhà là chú chỉ vào chú ngủ thôi. Rồi về nhà ngủ, sáng đi nhậu vậy đó. Sáng đi nhậu là tối là về nhà. Tối về nhà. Chú bắt đầu nhậu từ năm bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi đã nhậu rồi. Sáng là chú cứ rong bộ ra ngoài đây. Sáng lội ra ngoài. Sáng là cứ lội bộ ra ngoài đây nhậu. Lội bộ ra. Xong là mấy giờ chú về? Nhậu tối hôm qua, hôm nay đám ma nhậu hai đêm luôn. Không về. Không về luôn hả? Ừ. Có nghĩa là có đám ma cho nên người ta cho ăn nhậu cho nên là không về luôn. Về chút là gì nữa đi. Về chút lại đi. Về gần sáng rồi, cỡ 3 giờ rưỡi là đi ra. Là mẹ chú còn khỏe không? Khỏe. Khỏe, còn đi lại được, còn làm việc được không? Được. Được hả? Vô thăm xem bà cụ có khỏe không? Biếu cho bà cụ ít tiền. Bà có tiền cho tôi đi. Hả? Bà có tiền cho tôi đi, bà không có cho tiền tôi.
Là bà có tiền đó hả? Bà có tiền, bà không cho tôi, cho họ cho tôi nghe không? Rồi 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 rồi, rồi. À, bà tiền ở đâu mà bà có? Mấy bà chị tiền không? À mấy bà chị mấy bà tiền nhóc luôn hả? Ừ, mấy bà chị tiền nhóc, bà bà không cho tôi nhậu. Nhưng mà em vô thăm bà có chửi không? Hả? Em vô thăm bà có chửi không? Không, không. Ngồi cho tiền tôi đừng cho bà không? Cho bà không vô mặt nào, không có tiền nhậu. À, ý là cho bà là bà không cho chú đúng không? Ừ. Gần tới rồi chú. Vẹo qua đường đó, chút nó tới. À. Nó hỏi cho tôi nghe. Rồi rồi để xem sao tí nó có gì cho chú trầm. Ừ. Đừng cho bà có tiền, bà không cho mà. Không có... À. Tại chú nhậu nhiều quá ai mà cho? Bà không có nhậu thì không có được, không nhậu thì nó đi không nổi. Không nhậu là đi không nổi. Không nhậu đi không nổi. Còn nhậu là đi mới nổi đúng không? Ừ, nhậu đi tới đâu đi được. Có nghĩa là nhậu là đi sống mãi với quê hương. Ừ, nhậu là lộ bậu không đi tới đâu đi. À, không nhậu là chết queo à? Không nhậu không chết nhưng nó đi không nổi. À, không nhậu không chết nhưng đi không nổi. Đi đâu? Không nổi, đi thẳng nó cứng sống. Đi đâu chú? Đằng chút nữa đây. Đi thẳng à? Đằng đó đây, đằng, ừ, đằng đó đó nè. À, chú đi xa phết đấy nhở? Hả? Đi xa phết nhở? Sao? Chú tới. Chú lồi bộ xa phết nhở? Nhà này à? Ờ, nhà này nè. Nó là nhà lớn. Đây là nhà của chú Mãi này các bạn. Chú ở cùng với một người mẹ già 80 tuổi các bạn. Tới chỗ ngủ của chú á. Chú ngủ chỗ nào? Đi đi ra sao chỗ chú ngủ á? Đây có cái quần đẹp thế. Là chú đi đằng nào vào phòng ngủ? Thế mình dẫn mọi người vào thăm cái chỗ ngủ của chú Mãi nha. Thì mình tính là chủ yếu hôm nay mình tới là chủ yếu mình nghe nói là chú có người mẹ già cho nên mình muốn ghé thăm người mẹ của chú thôi. Nhưng mà mình tới thì chú mẹ chú không có nhà quá. Phải chui vậy đấy. Chó nhiều thế. À tối chú ngủ đây à? À. Có nhà mà không ở nhà nhậu mà đi đâu ấy cũng sạch sẽ phết đấy chứ. À cũng tối ngủ thì được nhưng mà về nhậu là không cho đúng không? À, chú ở cũng sạch sẽ hết, nhìn thì nó hơi đắp vá tí nhưng mà mỗi cái là nó cũng sạch sẽ đấy chứ. Này. Nằm đây ngủ. Dạ dạ. Quần áo kia cũng có kìa. À, tối cho chú đi ra ngoài đấy. Cũng có chỗ tắm giặt thứ đây chứ. Tắm giặt cũng có đây chứ, cũng có chỗ tắm giặt mà. Nhà em. Nhà em hả? Em ruột luôn hả? Em à. Chú nhậu về mà anh em không nói gì à? Hả? Chú nhậu mà anh em không nói gì à? Không. Ừ. Thôi bà không có nhà thôi mình đi ra ngoài kia đi. Thấy nhà cửa cũng sạch sẽ đấy chứ. Dạ dạ. Vô điện thoại mới chịu dính không? Hả? Tới nào vô điện thoại mỗi cái bắt dính đó hả? Có, mở vô là thấy à. Mà tới nào mới vô điện thoại? Đến mai. À. Mai mốt. Ừ. Chú nhậu nhiều quá giờ nổi tiếng lắm mà. Ừ. Sao mình không cay rượu đi chú Mai? Nó nghĩ uống rượu không có được, nhất mình mấy đi không nổi. Nghĩ uống rượu là nhất mình mấy đi không nổi. Ừ. Nay tính ghé thăm mẹ chú mà mẹ chú không có nhà. Đi đâu rồi không biết luôn à? Vậy là nhà chú cũng khá giả lắm chứ đúng không? À, rồi. Chứ đâu đến nỗi nghèo đâu đúng không? Ừ. Sao mà chú từ bao giờ mà chú nghiện rượu hay vậy? Từ mười mấy tuổi tới giờ đó. Nhưng mà uống làm sao mà mình biết được rượu mà uống? Hả? Có nghĩa là bạn bè rủ rê hay sao? Đó, uống đám cưới rồi biết cũng quen luôn vậy đó. À, có nghĩa là hồi nhỏ là hay đi đám cưới đúng không? À, đám cưới hay đi đám cưới rồi bắt đầu là uống đi riết rồi nó quen hả? Quen là uống từ năm 13 tuổi. À. Cái thời mà còn trẻ uống nhiều không? Thì đó 13 tuổi đó. Vậy lúc đó đi đám cưới rồi. Có nghĩa là cái lúc mà 13 tuổi một ngày uống mấy lít? Một đám cưới cũng uống cả lít ngoài. À. Cái thời điểm mà nhiều nhất là uống bao nhiêu? Hả? Cái thời điểm mà nhiều nhất là uống bao nhiêu? Lúc sau là nó uống nhiều.
sau này uống ngày bao nhiêu? Lúc sau là ngày đêm 10 lít. Lúc sau này là về sau là uống là một ngày một đêm là 10 lít. Rồi hết rồi, tiền ở đâu chú uống? À, giờ kia bán đất rồi đó. À, ngày xưa là có tiền bán đất đúng không? Bán đất rồi uống. À, là uống là hết miếng đất luôn hả? Hết luôn. Hết luôn, còn ba đất đó cũng là già. Có nghĩa là ngày xưa là có đất xong là bán đất xong là uống. Uống hoài hoài vậy. Rồi bây giờ là hết tiền mua đất rồi là lấy tiền đâu uống? Thì đi dài dài với nó, đi bụi mấy năm rồi đó. À, đi bụi mấy năm. Rồi cũng hiệp rồi dài dài còn thôi rồi Sóc Trăng rồi. À, ngày xưa là đi bụi. Mới về đây mấy tháng rồi nhỉ. Chú thử giảm đi, mỗi ngày uống bớt lại một ít, mỗi ngày bớt lại một ít. Ừ, bây giờ có tiền nhiều uống nhiều nó cũng giảm lại được cái. Có nghĩa là giờ là có tiền nhiều là uống nhiều. À, có nhiều uống nhiều. Ngày nào có 100 là uống hết 100. Không có, cũng uống cả 2-3 bữa thì. À, có nghĩa là 100 ngàn là uống 2-3 bữa. Ờ, 2-3 bữa. À, rượu ở đây nó bán bao tiền một lít? 14 ngàn. 14 ngàn một lít. Ừ. Vậy là một lít là 100 ngàn chú uống được 2 bữa. 2-3 bữa gì. 2-3 bữa. Thì với một ngày chú uống có 1 lít 2 lít đúng không? Mà uống chừa lại chứ uống hết đâu đâu có tiền uống. À, có nghĩa là để dành chứ không phải là dành. Chứ còn nếu mà uống là uống được nữa đúng không? Ờ, uống là uống hoài hết trơn luôn. À, có nghĩa là nếu mà thả ga là uống được, uống hết luôn. Hết luôn. Mà uống nhưng mà do là không có tiền nên là rẻ rẻ đúng không? Ờ. Uống riết thì bắt đầu là vợ con bỏ luôn. Ờ, bỏ luôn. Chết thân vợ, làm vợ bỏ luôn. À, chú nhọng nhiều quá mà. Ừ. Đau nhiều quá ai mà chịu nổi. Cứ đứng đây cho dừng xe cái. Mình tính ghé thăm bà cụ của mẹ của chú Mãi các bạn, xem có thấy nghe nói bà cụ cũng già cả cho nên là muốn ghé thăm tí nhưng mà do không gặp á. Đây là cái lều của chú ngày xưa này. Do chú bày binh bố trận nhiều quá mất cái mỹ quan đô thị cho nên là người ta tới người ta phá rồi. Rồi chú đi cả ngày về mẹ có la không? Cũng hơi la. Bà nói làm sao? Bà này lâu tối ngày nó đi nhậu. À, nhà có nghĩa là bà nhà chú là bao nhiêu anh em ruột á? 6 người. 6 người. Bữa nay hình như thấy chú tỉnh ra đó đúng không? Ừ, tỉnh mới uống tỉnh. Bữa nay giống uống ít cho nên nó tỉnh đúng không? Ừ. Con thấy đang còn khỏe vậy đừng uống rượu nữa, bỏ rượu đi. Uống một bớt lại. Uống ngoài ngoài vậy đó nhưng ngưng rượu là sao nó bị nhức mình thì đi không được gì lắm rồi. À, ngưng rượu là không làm gì được. Mình bớt bớt đi chứ trong này chúng ngâm con gì đây? Rắn. Ủa, trong này đang ngâm con rắn à? Rắn. Rắn cỏ, rắn xanh mà. Rắn lục đi đỏ. Rắn lục mà vẫn uống được hả? Chủ ăn ngon lắm á. Uống vô nó tan hút gì trong nó ngon lắm. Uống vô là con rắn này chúng ngâm được mấy ngày rồi? 4-5 ngày. Nó trương rồi đấy hả? Mà là chú vẫn uống được hả? Ừ, uống ngon lắm. Rắn màu xanh mà. Rắn lục đuôi đỏ. Uống ngon lắm hả? Ngon lắm. Nghe đâu người ta nói là uống rắn sung lắm mà. Ừ, uống rắn như nó mạnh lên. Mạnh lên hả? Mạnh lên. À, có nghĩa là chú khỏe ra đúng không? Ừ. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? 48. 48 tuổi rồi, bỏ rượu là vừa đó. Bỏ rượu làm lại cuộc đời. Bỏ rượu nó bị nhức mình. Thì mình uống bớt lại. Thì uống hết lại từ từ. Như mỗi ngày mình nhấp miếng thôi. Nhấp cho đỡ thèm thôi. Ừ, từ từ ấy. Rồi bắt đầu về tắm rửa, cắt tóc, cắt đồ đi xong bắt đầu là về. Mới tắm qua rồi. Đúng tắm rồi. Ở đâu? Ừ, tắm gội đầu như này. Tắm gội đầu dưới sông này hả? Ừ. Mình bỏ rượu đi rồi mình về mình đi làm đi đồ kiếm tiền chứ. Bỏ không được thì cũng uống giảm lại. Thì mình mua chai rượu xong mình đi để bên người á, xong là lâu lâu lúc nào mình thèm mình nhấp miếng. Dạ, nó không có mướn mặn nó độc vậy. Không mướn mặn nó hả? Không mướn mặn. Thì đi bán vé số. Ừ, mà giá chỗ uống rượu mình biết đừng đâu bán. Uống rượu thì có nghĩa là chú uống ít thôi thì chú mới tỉnh táo thì chú mới bán được vé số. Chứ còn là nếu mà chú uống nhiều quá thì làm sao mà bán được? Uống nhiều quá người ta lấy hết vé số của chú luôn đấy chứ. Đây chai là chú uống rượu là chú để đây đúng không? Nào nở. Nè. Chú không dẫn chú ngoại hay vậy? Con nói chuyện với chú này tí mà. Nói chuyện tí mà. Không.
qua phần cho phỏng vấn cho nó cái tiền này. Nhà nào cơ? Nó khui lắm. Nó là... Con chỉ giúp những người già neo đơn thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Nhỏ này thì cũng nghèo cha mẹ. Nó còn trẻ thì con không giúp được. Nó hai mấy tuổi rồi mà có 12 ký gì à. Hai mấy tuổi? Là đứa gái. Đứa nào? Nó có chút tặng rồi mình phải nữa mà. Đó, nó người già mới được. Người bị con bé bị sơn thủy tinh á hả? Nó bị bệnh khuyết tật á. Nó hai 18 hai mấy tuổi rồi mà. Nó có 12 ký à. Bé đấy tên là Thư đúng không? Ừ, bên đây nè, nhà cái em ghé rồi. Ghé rồi hả? Chứ em có giúp rồi. Dạ. Yeah. Dạ con bé bị xương thủy tinh chứ gì? Có biết cái gì đâu. Bên đường. Bên đường bên kia em biết rồi. Bên sông ngang đây nè. Em có ghé rồi, có ghé ghé con bé đấy rồi. Thấy không, ngang sông nè bác. Hai vợ chồng nó còn trẻ. Mẹ nó mập lâu đó. Đúng rồi, còn là à. Chồng thì con bé thì nó nằm một chỗ. Bé tên Thư. Có biết tên gì không? Ghé rồi. Vậy mà nó không có, nó không ai giúp gì cho con nó gì chứ. Em ghé rồi nó mà. Thì nó bỏ đó đó. Nó chạy xe hôm nay thì bỏ nó nhà đó. Có điện thoại, có em có đăng lên trên đấy 3-4 lần rồi mà. Thì màn hồ. Dạ, em biết rồi. Thì em có ghé rồi. Bởi vì biết đâu rồi. Thì nó không có, biết đâu. Dạ, dạ, dạ. Rồi bữa nay là có ai tới đây thăm chú không? Không, uống rượu gì chiều về đâu. Không có bạn bè nhậu hả? Không, không có nhậu với bạn gì. Có nhậu một mình thôi. Nhậu mình. Không có nhậu với ai hết đúng không? Cứ nhậu một mình, tự uống tự. Tôi nay ghé thăm chú để cho chú mấy chỗ ít tiền để chú bỏ túi ha. Nhưng mà nhậu bớt đi nha. Mình đi ngang qua mình tính là ghé thăm mẹ của chú các bạn để gọi là xem có giúp bà cụ được cái gì không. Nghe đâu bà cụ già lắm rồi. Còn cái chuyện mà mình cho tiền chú này là mình không có phải là mình giúp, mà là giống người mới đi ngang qua rồi mình cảm thông với chú thì mình cho bằng cái tiền của mình thôi, chứ không phải là tiền của người khác. Mình tiền cá nhân của mình cho nha các bạn. Tại mình đi qua thì mình thấy chú ngồi đây thì mình thích thì mình ghé mình thăm thôi. Ai cho chú 100 ha. Dạ? Bớt nhậu đi nha. Nhậu nhiều quá bắt đầu là hư sức khỏe rồi, bắt đầu già rồi, yếu rồi, bắt đầu không ai chăm đâu. Thì lúc mà mẹ chú già rồi ai chăm chú? Ai biết rồi, lúc đó ai biết. Lúc đó là tính hả? Ai biết đâu. Nhậu mà rắn là ngâm kiểu này, ngâm cái uống liền không sợ à? Không sao. Không sao hết à? Thế thôi chú nghỉ đi nha, chú đi nha. Rồi các bạn, hôm nay thì mình đi xuống dưới đây để mình đi thăm các cụ ở dưới này á. Thì mỗi lần đi ngang qua thì mình thấy chú ngồi thì mình mỗi khi mình thấy chú có cái lều ở đây, nhưng mà do chú làm mất mỹ quan đô thị quá thì người ta đốt là đúng rồi. Dạ. Thấy chú bày binh bố trận này này, thấy không? Trước là có hai cái lều ở hai góc này, nhưng mà giờ chú bày binh bố trận nhiều quá mất mỹ quan đô thị rồi, bắt đầu nó ảnh hưởng tới hàng xóm láng giềng á. Cho nên là người ta tới người ta phá là đúng rồi chứ không có sai gì cái vụ này cả. Thì mình đi ngang qua thì mình quý chú thì mình ghé mình thăm cho chú tí tiền thôi, bằng tiền của mình. Bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau. Đi nha.